Xin chào tất cả các em. Hôm nay trong chương trình vật lý lớp 12, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài toán đó là liên quan tới thời gian trong điện, à, trong dòng điện xoay chiều. Thì để giải quyết bài toán liên quan tới thời gian trong dòng điện xoay chiều, chúng ta có nhiều phương pháp làm. Thứ nhất, các bạn có thể dùng sơ đồ phân bố thời gian, thứ hai các bạn có thể dùng đường tròn lượng giác thứ ba có thể là dùng phương trình lượng giác để chúng ta giải quyết những bài toán liên quan tới thời gian trong điện xoay chiều. Và hôm nay trong cái video này, trong bài giảng này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phương pháp rất là nhanh và rất là dễ hiểu, đó là chúng ta dùng sơ đồ phân bố thời gian cũng như kết hợp với đường tròn lượng giác để chúng ta giải quyết những bài toán này. Và một trong những cái bài toán đó là bài toán mà tìm thời gian để thiết bị hoạt động được. Thầy giả sử như thế này. Một thiết bị được đặt dưới điện áp xoay chiều, ví dụ như U nhỏ này bằng U không cos của omega t đi. Thì thiết bị này chỉ hoạt động được khi nó có điện áp tức thời lớn hơn hoặc bằng B. Đúng không? Tức là không nhỏ hơn B đó. Vậy thì bài toán này chúng ta giải quyết như thế nào đây? Ví dụ, thầy ví dụ như thế này. Ví dụ như thầy có một cái bóng đèn đi, đặt vào mạng điện xoay chiều u nhỏ bằng 220 căn 2, cos 100 BT. Và người ta nói rằng cái bóng đèn này chỉ sáng lên khi điện áp tức thời nó lớn hơn hoặc bằng giả sử như là 110, đúng không? 110 căn 2 đi chẳng hạn. Đúng không? 110 căn 2. Thì hỏi bóng đèn này sáng trong một chu kỳ Thời gian bóng đèn này sáng trong một chu kỳ, chúng ta giải quyết như thế nào? Thì các bạn chú ý rằng nếu bài toán nó liên quan tới những giá trị đặc biệt thì các bạn nên sử dụng sơ đồ phân bố thời gian, chúng ta sẽ làm rất là nhanh. Vậy những giá trị đặc biệt là những giá trị nào? Bây giờ thầy có thể vẽ cái đường tròn lượng giác này ra. Xin lỗi, vẽ sơ đồ phân bố thời gian ra. Đây là ô đây là biên độ đúng không? Tức là điện áp cực đại. Đây là trừ U0. Được chưa? Rồi, nếu B này nếu U bằng B, chúng ta đã biết rằng U bằng B và nó rơi vào những giá trị đặc biệt như sau. Ví dụ như B này có thể bằng U0 trên 2. Rồi B này có thể bằng U0 chia căn 2. B này có thể bằng U0 căn 3 chia 2 thì đây hoàn toàn là những giá trị đặc biệt. Và các bạn lúc đó các bạn dùng ngay sơ đồ phân bố thời gian các bạn dạy cho thầy nó rất là nhanh. Và trong sơ đồ phân bố thời gian nó như thế nào thì ở cái video ở những cái bài giảng trong chương 1 là chương dao à, à, động điều hòa đó thầy đã nói rất nhiều về vấn đề này rồi. Và ở đây bạn nào chưa biết thì thầy có thể thầy nói lại, lát nữa thầy sẽ nói lại vấn đề này cho các bạn biết luôn. Đúng không? Và các bạn chú ý cho thầy một cái điều rất là quan trọng. Đó là các dạng toán cái bài cái chương 1 là chương đầu tiên là chương dao động điều hòa đó. Đây là một trong những chương rất là cơ bản và các phương pháp làm bài toán của chương 1 dao động điều hòa hầu như chúng ta đều áp dụng được cho các chương 2, đặc biệt là chương 3 này là chương điện xoay chiều nè. Rồi sang học kỳ 2 các bạn học dao động điện từ cũng áp dụng được luôn. Đúng không? Thầy nói như vậy để cho các bạn học, ví dụ như các bạn đã học cứng cái chương 1, chúng ta đã học tốt cái chương 1 thì sang những chương này chúng ta học rất là tốt, đúng chưa? Rồi nói như vậy để cho các bạn định hướng và bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi giải quyết cái bài này như thế nào đây thầy nhắc lại nha bây giờ nếu đề bài nó do cho những giá trị đặc biệt ví dụ như thiết bị hoạt động được chỉ khi có điện áp tức thời đúng không u lớn hơn u 0 trên hai như vậy u 0 trên hai của các bạn nằm đây đúng không ạ à? vậy trong một chu kỳ được chưa? Đây là giá trị U0 trên 2. Đây là giá trị trừ U0 trên 2. Và thiết bị chỉ hoạt động được khi điện ép nó chạy từ U0 trên 2 đến U0. Hoặc là từ trừ U0 trên 2 đến trừ U0. Đúng không ạ? À? Tại vì đây theo chiều âm thì các bạn cũng không quan tâm. Tại vì theo chiều âm thì chúng ta trên đường tròn lượng giác chúng ta xác định chiều âm thôi. Còn thực tế ra đó, điện ép nó có giá trị tức thời từ U0 trên 2 thì nó nằm trong khoảng này và nó nằm trong khoảng này. Và thầy đặt thời gian để đi từ U0 trên 2 đến U0, thầy đặt đây là thời gian T1. Và bên này từ trừ U0 trên 2 đến trừ U0 cũng là T1 luôn. Vậy bây giờ thời gian như T đi từ U0 trên 2 đến U0 là bao nhiêu nha? Các bạn nhớ cho thầy như thế này. Rồi thầy vẽ cái sơ đồ phân bố thời gian ra Đúng không? Cái này thầy nhắc lại ở ở chương 1 thôi Đây là A Đây là A trên 2 Giá trị đặc biệt tiếp theo là A trên căn 2 Tức là A căn 2 trên 2 đó các bạn Rồi giá trị đặc biệt này là A căn 3 trên 2 Các bạn chú ý cho thầy một cái vấn đề này Thời gian để đi từ 0 đến A trên 2 nó hết T trên 12 giây. Thời gian để đi từ A trên 2 đến A trên căn 2 nó là T trên 24. Từ đây đến đây là T trên 24 luôn. Và từ đây đến đây cũng là T trên 12. Được chưa? Các bạn nhớ. Hai cái đầu là đều là T trên 12. Còn hai cái giữa này đều là T trên 24. Và thời gian đi về cũng tương tự như vậy từ đây đến đây cũng là T trên 12 đi về từ A căn 3 trên 2 đến A chia căn 2 cũng là T trên 24 và từ A chia căn 2 đến A chia 2 cũng là T trên 24 và từ A trên 2 về vị trí 0 cũng là T trên 12 các bạn chỉ cần nhớ như thế này thôi rồi các bạn cộng lại ví dụ vậy nhìn vào đây các bạn thấy nè thời gian để nó đi từ A trên 2 đến 0. Đúng không ạ? Thời gian để đi từ A trên 2 đến 0 thầy đặt nó là thời gian T1 đi. Thì các bạn lấy ba đoạn này cộng lại. Lấy T trên 24 cộng T trên 24 cộng T trên 12 thì nó bằng T trên 6. Được chưa ạ? Vậy quay trở lại cái bài này. Thời gian để đi từ U0 trên 2 đến U0 nó là T trên 6. Được không? Vậy các bạn xét nè. Người ta nói, giả dạ sử như cái bài toán này người ta nói thời gian thiết bị hoạt động được trong nửa chu kỳ đi. Đúng không? Thời gian thiết bị thiết bị hoạt động trong 1 phần 2 chu kỳ thì thời gian T đó bằng như thế nào đây? Thì các bạn nhớ nó đi nửa chu kỳ tức là nó đi từ vị trí biên dương về vị trí biên âm. Đúng không ạ? À? Vậy các bạn nhìn vào đây nó chính bằng đi từ biên dương về biên âm thì có phải là hai lần T1 đúng không ạ? À? Được chưa? Như vậy các bạn lấy 2 nhân cho T1 là ok. Còn T1 được xác định như thế nào? Thì T1 các bạn xác định nếu nó cho trường hợp đặc biệt thì các bạn dùng cái sơ đồ phân bố thời gian này các bạn tính cho thầy. Ví dụ đi từ A trên 2 đến A nó là T trên 6. Ví dụ đi từ A trên căn 2 đến A lấy hai đoạn này cộng lại T trên 24 cộng T trên 12 nó là T trên 8 vân vân Được chưa ạ? Rồi. Còn đề bài người ta hỏi thời gian thiết bị thời gian thiết bị hoạt động được trong một chu kỳ đi Đúng không ạ? Thì thời gian thiết bị hoạt động trong một chu kỳ là... Các bạn thấy nè, trong một chu kỳ, tức là nó đi từ biên dương về biên âm. Ví dụ như thầy vẽ bằng cái viết màu xanh đi, để cho các bạn hiểu rõ hơn, đúng không? Chúng ta phân biệt hơn ha, màu tím đi. Màu xanh hay màu tím gì cũng được. Thầy thì thầy rất là khoái nổi các bạn. À, trong một chu kỳ nó đi từ pin dương về bin âm đây là nửa chu kỳ tiếp tục từ bin âm về pin dương là mới được một chu kỳ vậy các bạn nè chúng ta thấy trong một chu kỳ nè nó đi mấy lần a từ đây đến đây xin lỗi đi mấy lần t 1 nha từ đây đến đây là một t 1 T1, từ đây đến đây là một t 1 T1, nữa là hai đi đoạn này nữa là một t 1 T1, nữa là ba đi đoạn này một t 1 T1, nữa là 4 Vậy nếu đề bài người ta hỏi thời gian thiết bị hoạt động được trong một chu kỳ thì các bạn lấy T này sẽ bằng 4 lần T1. Đúng không ạ? Với T1 các bạn dùng sơ đồ phân bố thời gian. Vậy người ta hỏi, đề bài người ta hỏi thiết thời gian thiết bị hoạt động được trong một giây thì lúc đó mình tính như thế nào đây? thời gian thiết bị hoạt động trong một giây thì mình tính như thế nào đây các bạn thì các bạn chú ý cho thầy một điều chúng ta nhớ tần số là số dao động thực hiện được trong một giây đúng không ạ tần số là số dao động được thực hiện trong một giây vậy trong một giây nó thực hiện là f lần dao động đúng không ạ mà trong một chu kỳ á chu kỳ là thời gian để thực hiện chỉ có một giây thôi đúng không ạ chu kỳ là thời gian để thực hiện được một à, à, chu kỳ đúng không là à, là thời gian để thực hiện được một dao động gì đúng không tức là nó quay một vòng là thời gian thực hiện một dao động như vậy mà tần số là số dao động thực hiện trong một giây vậy đề bài người ta hỏi tính thời gian mà thiết bị hoạt động trong một giây thì t này các bạn lấy đúng không thời gian thực hiện trong một 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 dao động là 4 F ông, Là 4 T1, đúng chưa? 4 x T1 tức là thời gian thực hiện trong một chu kỳ mà một chu kỳ tức là một dao động. Mà trong một giây nó có F lần dao động như vậy các bạn nhân cho F lên cho thầy. Được chưa? Vậy nếu đề bài người ta hỏi tính thời gian mà thiết bị hoạt động trong một giây thì các bạn chỉ cần lại F nhân cho đây T của T, thầy đặt T của T nha tức là thời gian hoạt động trong một chu kỳ rồi vậy đề bài người ta hỏi thời gian thiết bị hoạt động đúng không trong cái thời gian là t delta t dây thì làm sao đây thì đơn giản thôi lúc đó các bạn t này các bạn chỉ lấy thời gian thực hiện trong một giây tức là F nhân cho 4T1 nhân cho delta T nữa là ok. Đúng không? Là xong thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Được chưa? Và các em lưu ý rằng đề thi của bộ người ta sẽ ra những cái giá trị đặc biệt này. Và cụ thể người ta sẽ ra cho các bạn ba cái giá trị đặc biệt này. Các bạn lưu ý trong các đề thi của bộ người ta chỉ ra những giá trị đặc biệt thôi. Đúng không? Ví dụ như năm nay xui Năm nay các bạn xui thì sao Vậy năm nay bạn nào đó nói chứ Trời ơi năm nay tụi em xui Năm em năm nay tụi em dịch quá thầy ơi Biết đâu tụi em lại xui nữa Người ta không ra những giá trị đặc biệt Người ta không ra những giá trị U0 trên 2 U0 trên căn 2 U0 căn 3 trên 2 Nó ra những giá trị lẻ Người ta ra những giá trị lẻ Không là giá trị đặc biệt này Vậy em phải tính như thế nào đây thầy Đúng không Vậy phải tính như thế nào đây chúng ta có cách tính như sau, các bạn chú ý điều này cho thầy. Ví dụ đề bài người ta không cho những giá trị đặc biệt nha. Các bạn chú ý điều này. Ví dụ như cái giá trị, ví dụ như người ta nói thời gian để thiết bị được hoạt động được khi có điện áp U nhỏ lớn hơn hoặc bằng B và với cái giá trị B này không rớt vào giá trị đặc biệt thì chúng ta làm như sau. Đúng không? các bạn chờ thầy thầy vẽ này cho nó thẳng đi cái đáng làm như sau đây đây thầy vẽ này ra ha ví dụ như đây là vị trí O đây là vị trí điện áp cực đại đây là trừ U không và ví dụ như trên đường tròn lượng giác trên cái sơ đồ phân bố thời gian này các bạn nhớ cái giá trị B này cho thầy ví dụ như lúc đó điện áp tức thời của ông ta nó bằng B và thiết bị này như thầy đã nói nó chỉ hoạt động được khi có điện áp lớn hơn hoặc bằng B tức là đi từ B đến U0 hoặc là đi từ trừ B đến U0 đến trừ U0 và thầy cũng đặt cái thời gian đây là thời gian T1 đúng không ạ? đây là thời gian T1 vậy lúc đó chúng ta làm như thế nào đây? thì ở chương 1 thầy đã nói rồi nếu nó không rớt vào giá trị đặc biệt thì tính thời gian T1 này Tức là đi từ vị trí B đến vị trí biên thì các bạn dùng accord cho thầy. Nó chính bằng 1 trên omega accord. Đúng không? Của B trị tuyệt đối B trên cho U0. Ví dụ như B này là số dương thì các bạn phải khỏi lấy trị tuyệt đối. Được chưa? Nhớ lại công thức này nha. 1 trên omega accord của B trên U0 là ra là ra thời gian T1. Còn nếu mà nó đi từ T Đi từ, đây thầy nhắc luôn, thầy tiện thể, thầy nhắc luôn nha Thời gian để đi từ B về u không Đúng không? Thầy đặt đây là thời gian T2 Tức là từ B về vị trí cân bằng Thì T2 của các bạn Nó chính bằng 1 trên omega axin Của B trên cho u không Được chưa? Đúng không? Nhớ lại vấn đề này Vậy, có T1 rồi Thời gian thiết bị hoạt động được trong nửa chu kỳ, tức là bằng 2 lần T1 giống như cái bài nãy thầy nói. Thời gian thiết bị hoạt động trong một chu kỳ là nó gấp 4 lần T1. Thời gian thiết bị hoạt động được trong một giây thì lấy thời gian thiết bị hoạt động được trong một dao động là chính là một chu kỳ đó nhân cho số dao động thực hiện trong một giây là F, như vậy là F nhân cho T. Còn thời gian hoạt thiết bị hoạt động được trong thời gian delta t bất kỳ hay là t bất kỳ đó thì lấy trong một giây nhân thêm cho thời gian t. Được chưa ạ? Rất là dễ đúng không? Cái link tải của cái đề này thầy sẽ để dưới phần mô tả để cho các bạn tải về, được chưa? Rồi, bây giờ thầy cho chúng ta vận dụng cái bài toán này, vận dụng cái phương pháp này thầy cho chúng ta đi giải quyết những cái vấn đề này coi nó như thế nào nha. Đúng không? Chúng ta có rất nhiều dạng nhưng mà trong video hôm nay thầy chỉ nói về cái dạng này cho các bạn thôi còn khi có thời gian thầy nếu thầy có thời gian thầy sẽ làm rất nhiều dạng cho các bạn nhưng mà thời gian không cho phép các bạn ạ à. đúng không thầy nốt lớp nội trên trường rồi công việc gia đình rồi dạy online mấy bạn nữa rất là tốn thời gian Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái bài đầu tiên đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng. Giá trị hiệu dụng đây là chữ U lớn nha các bạn nha, bằng 120 căn 2. Xin lỗi 120. Tần số đây là chữ F. Vào hai đầu bóng đèn huỳnh quang, biết đèn chỉ sáng lên khi có điện áp đúng không? Khi điện áp đặt vào đèn có độ lớn như vậy U nhỏ của các bạn là bằng 60 căn 2. Người ta hỏi thời gian đèn sáng trong một giây là bao nhiêu? Vậy, để làm được cái bài này thì nãy giờ các bạn thấy nó đều liên quan tới U0 chứ không phải liên quan tới U, đúng không? Theo cách dùng dạng đồ sơ đồ thời gian chúng ta vẽ ra đều là U0 Theo dùng công thức chúng ta cũng dùng U0 Vậy, để làm được cái bài này các bạn phải biến đổi U qua U0. U người ta cho là 120 thì từ đây các bạn suy ra U0 chính là bằng U căn 2 tức là 120 căn 2. Được chưa? Rồi. Bây giờ các bạn thấy nè U nhỏ của các bạn nó chính bằng 60 căn 2. Nó U nhỏ này nó rớt vào ngay giá trị đặc biệt luôn. Đúng không? 60 căn 2 chính là bằng U0 trên 2. Tức là 120 căn 2, các bạn chia 2 thì ra là 60 căn 2 rồi. Vậy bài này rớt vào giá trị đặc biệt. Các bạn không nên dùng công thức này chúng ta giải nó lâu. Lâu cái thứ nhất, cái thứ hai nữa các bạn bấm nhiều khi nó chật ruột không chừng. Đúng không? Bấm máy tính các bạn bấm chật ruột nữa. Như vậy các bạn dùng sơ đồ phân bố thời Được. gian cho thầy và thầy đã dạy các bạn sơ đồ phân bố thời gian rồi thì các bạn cứ làm theo sơ đồ phân bố thời gian cho thầy nha tại vì chúng ta chưa quen thì các các bạn cứ làm từ từ đúng không thầy khuyên các bạn nên làm theo cách này nếu nó không rớt vào giá trị đặc biệt thì các bạn hãy dùng công thức này được chưa nhớ điều đó khi thi cử hơn nhau là cái dụng nhanh đó đúng không Người này có phương pháp dạy, người kia cũng có phương pháp dạy Nhưng giữa hai phương pháp nó khác nhau hoàn toàn Đúng không? Đều đúng hết Nhưng anh nào, thằng nào dạy nhanh hơn, anh nào dạy nhanh hơn thì anh đó hơn người ta Nhanh mà chính xác nữa Ta lưu ý điều đó Vậy bây giờ thầy sẽ vẽ sơ đồ phân bố thời gian anh này ra Đây là 0 Đúng không? Đây U0 của các bạn là 120 căn 2 nè rồi đây là trừ 120 căn 2 nè. U nhỏ của các bạn chính là bằng U0 trên 2. Đúng không ạ? À? Là 120 căn 2 là 60 căn 2. Vậy người ta nói thời gian đèn sáng trong 1 giây. Thì thiết bị này chỉ hoạt động được khi nó đi từ. Đúng không ạ? À? Từ U0 trên 2 đến U0. Hoặc là từ trừ U0 trên 2 đến trừ U0 Và thời gian này thầy đặt đó là thời gian T1 Và T1 này các bạn nhận thấy nè đi từ e trên 2 hay là từ U0 trên 2 đến U0 Có phải nó là T trên 6 mà Đây các bạn coi nha thầy mở lại ha từ đây đến đây, các bạn lấy ba đoạn này cộng lại T24, 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 T trên 12, nó ra là T trên 6. Vậy, dò vào đây, nhìn thấy nó chính là t trên 6. <laughs> được chưa rồi có t bây giờ thời gian thiết bị hoạt động được trong một giây vậy để tìm thời gian thiết bị hoạt động được trong một giây các bạn lấy thời gian thiết bị hoạt động được trong một chu kỳ đúng không là số dao động thực hiện trong à, à, t là đây là thời gian thiết bị hoạt động được trong một một chu kỳ nhân cho f là ok. Được chưa? Thầy nhắc lại, thời gian thiết bị hoạt động được trong một giây chính là thời gian mà thiết bị hoạt động được trong một chu kỳ nhân cho tần số F. Và tại sao như vậy thì thầy đã giải thích ở trên rồi. Rồi, F. Thời gian thiết bị hoạt động được trong một chu kỳ thì bằng 4 lần T1. F 4 lần T1 thì bằng T trên 6. Hay F f thì biến đổi là 1 trên t nhân cho 4t trên 6, đơn giản đơn giản đi còn 4 phần 6, như vậy nó ra 2 phần 3. Và nhìn vào đây các bạn chọn ngay đáp án C cho thầy. Đúng không? Các bạn thấy rất là nhanh phải không? Rất nhanh gọn lẹ, không có gì khó hiểu cả. Tiếp tục chúng ta qua cái bài số 2 một đèn ống sử dụng mạng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng đây là chữ u lớn nha giá trị hiệu dụng đó là chữ u lớn của các bạn là bằng 220 từ đây các bạn phải suy ra u cực đại cho thầy chính bằng u không nhân chính bằng u nhân căn 2 tức là nó bằng 220 căn 2 được chưa rồi bit đèn sáng khi điện áp đặt vào đèn có độ lớn không nhỏ hơn như vậy u nhỏ của các bạn. Tức là nó phải lớn hơn 155 gì? 155. Vậy thì các bạn thử coi coi cái giá trị 155 này nó có rớt vào một trong ba giá trị đặc biệt. Đó là U0 trên 2 hoặc là U0 chia căn 2 hoặc là U0 căn 3 trên 2 không nha nó chỉ có ba cái giá trị đặc biệt đó thôi, các bạn lưu ý điều đó cho thầy. Thầy dạy, thầy dạy uh, uh, online một số bạn, một số bạn hỏi ờ tại sao thầy suy ra được như vậy thầy ơi? Thì có gì đâu khó khăn, nó chỉ có ba giá trị đặc biệt đó thì không không rớt vào giá trị này thì rớt vào giá trị kia, vậy thôi. Và giáo viên người ta cũng chẳng có gì tài giỏi cả, người ta làm rít người ta quen các bạn ạ, à. người ta nhìn vào là người ta biết rồi. Đây các bạn thấy nè, 155 nè chính bằng U0 trên 2 đó. Đúng không ạ? 155 chính bằng U0 trên 2. Các bạn thử coi nha. Thầy lấy máy tính là thầy bấm là 220 căn 2. Đúng không? Các bạn chia cho 2 thử coi. Có phải nó ra là 155,56 không ạ? Thì chúng ta có quyền lấy là bằng U0 trên 2. Như vậy U nhỏ của các bạn là 155 chính là bằng U0 trên căn 2. Chỗ này là U0 trên 2 chứ. Đúng không ạ? U0 trên 2 nha các bạn nha. Bằng U0 trên cho 2. Tại 1, 220 căn 2 chia cho 2 thì nó bái bằng là 105 được. Đúng không? Một U0 trên 2 mới đúng nha. Không phải là căn 2 đâu. Rồi bây giờ người ta hỏi tỷ số giữa khoảng thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong một chu kỳ. Thì mình muốn biết thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong một chu kỳ chúng ta làm như sau bây giờ lấy tỷ số giữa thời gian đèn sáng chia thời gian đèn tối thì thời gian đèn sáng của các bạn là chúng ta tính dựa vào sơ đồ phân bố thời gian như nãy giờ thầy trò chúng ta đã nói đó còn thời gian đèn tắt thì các bạn lấy một chu kỳ trừ cho thời gian đèn tối là xong được chưa như vậy thầy sẽ phải tìm thời gian đèn sáng trong một chu kỳ. Đây là u0, đây là đây là u đây, đây là 0, đây là u0, đây là trừ u0. Và 155 này chính là bằng u0 trên 2. Đây là trừ u0 trên 2 đúng không? Thật ra nó không liên quan tới phần này thầy vẽ luôn đi. Và để đèn sáng thì thiết bị của chúng ta nó có điện ép lớn không nhỏ hơn 155 tức là lớn hơn tức là từ đây đến đây thời gian đi từ đây đến đây hoặc là thời gian đi từ đây đến đây và thời thầy đặt thời gian để đi từ u0 trên 2 đến u0 là t1 và nhìn vào sơ đồ phân bố thời gian như ở trên đó các bạn nhớ cho thầy đúng không từ a trên 2 đến a đó là t trên 6 được chưa Đi cũng là T trên 6 mà về cũng là T trên 6 luôn nha. Nhớ điều đó. Như vậy chỗ này T1 của các bạn là bằng T trên 6. Rồi. Bây giờ thầy sẽ tính thời gian đèn sáng trong một chu kỳ. Thì có phải là bằng 4 lần T1 không ạ? À? 4 nhân T trên 6. Nó ra là 2T trên 3. Vậy thời gian đèn tắt chính bằng chu kỳ từ trừ cho thời gian đèn sáng. Chu kỳ T trừ 2T trên 3 thì nó ra là T trên 3. Vậy mình lập tỷ số vào đây. Thời gian đèn sáng là 2T trên 3. Chia cho thời gian đèn tắt là T trên 3. 3 với 3 đơn giản. T với T đơn giản như vậy chỗ này chỉ còn là 2 thôi và đáp án câu số 2 này đó là đáp án B. Được chưa? Rất dễ hiểu, không có gì khó khăn cả. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái bài số 2. Cái dạng toán số 2 là dạng toán liên quan tới thời điểm để dòng điện hoặc là để dòng điện y đó hoặc là điện áp u nhỏ đó nhận một cái giá trị nhất định nào đó. Thì đối với cái bài này á chúng ta cũng có nhiều phương pháp giải. Thứ nhất là dùng phương trình lượng giác, thứ hai là dùng vòng tròn lượng giác và cái thứ ba nữa là thầy kết hợp hai cái yếu tố đó là dùng phương trình lượng giác và sơ đồ thời gian. Đúng không ạ? Sơ đồ thời gian để chúng ta giải quyết cái bài toán này. Và trong cái bài giảng hôm nay Thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dạng toán này Đúng không? Kết hợp hai cái thằng này Dùng uh, Xin lỗi không phải là vùng phương trình lượng giác đâu nha Vòng tròn lượng giác Và sơ đồ phân bố thời gian Đúng không? Để chúng ta giải bài toán này Và sau đây các bạn nhìn vào Các bạn sẽ thấy Nó sẽ có ưu điểm hơn So với cách dùng vòng tròn lượng giác ưu điểm đặc biệt ưu điểm nhiều hơn so với dùng phương trình lượng giác và bây giờ thầy trò chúng ta sẽ giải quyết thử xem coi nó có ưu điểm gì nhé các bạn nhé rồi bây giờ thầy nói câu số 1 dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức y nhỏ bằng y không sin 100 bt trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,1 giây cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5y0 vào những thời điểm nào thì các bạn chú ý một điều để biểu diễn cái y này dùng vòng tròn lượng giác đúng không để biểu diễn y theo vòng tròn lượng giác thì cái trục y cái biểu thức y của các bạn phải là hàm cos đúng không thì chúng ta mới biểu diễn nó mới chính xác được vậy từ xin thay đổi về cos y nhỏ bằng y0 nhiều bạn cái chỗ này chúng ta không nắm Không biết là xin độ về cos là cộng pi trên 2 hay là trừ pi trên 2 Mặc dù nó rất là nhỏ nhặt đó Nó rất là nhỏ nhặt Nhưng các bạn quên một cái một thì vô làm là các bạn làm sai Mà thi là không cho phép các bạn làm sai điều đó Mặc dù nó rất là nhỏ nhặt một số bạn thầy dạy một số bạn một số bạn nói ôi trời ơi trời cái này nhỏ quá thầy ơi chắc em nhớ rồi rồi cứ từ từ lướt qua không được thì là không cho phép chúng ta sai sót bất cứ cái điều gì hết. Được không? Và đây thầy sẽ chỉ cho các bạn, đổi từ xin về cos thì làm như thế nào hoặc là từ cos về xin làm như thế nào nha. Đúng không? Đây là chụp các bạn nhớ giống như toán học của mình thôi, chụp nằm đứng luôn là chụp sin, chụp nằm ngang luôn là chụp cos. Vậy Thằng sin và thằng cos nó hơn nhau một góc là bi trên 2. Vậy đổi từ sin về cos các bạn trừ đi bi trên 2 cho thầy. Ngược lại nếu đổi từ cos về sin thì các bạn cộng đi bi trên 2. Rất dễ nhớ, không có gì khó hiểu cả. Đúng không? Và bây giờ chúng ta muốn đổi từ hàm sin về hàm cos. Thì chúng ta lấy cái góc đó chúng ta cộng đi bi trên 2. Xin lỗi, từ sin về cos là trừ bi trên 2 cho thầy nha. Trừ bi trên 2. Đúng không ạ? Trừ bi trên 2. Đúng không? Từ sin về cos là trừ bi trên 2. Rồi. Bây giờ mình có rồi, thầy sẽ biểu thị nha. Thầy sẽ biểu thị vẽ đường tròn lượng giác ra. Đúng không ạ? À? Vẽ đường tròn lượng giác ra. Đây là 0 trong khoảng thời đây lại không đây là y không đây là trừ y không rồi đề bài người ta nói như thế này trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,1 giây hỏi cường độ dòng điện có giá trị tức thời bằng 0,5 y không vào những thời điểm nào thì các bạn phải xác định được tại thời điểm t bằng không coi nó điểm y này cái cường độ dòng điện nó nằm ở đâu trên đường tròn lượng giác mà muốn biết nó nằm ở đâu tại thời điểm T0 thì các bạn chỉ cần thế T0 vào đây, hoặc là nhanh hơn nữa các bạn chỉ cần coi cái pha ban đầu nó thôi. Các bạn coi pha ban đầu nó có phải là trừ pi trên 2 không? Vậy góc trừ pi trên 2 ấy nằm đây. Vậy điểm M0 của các bạn chắc chắn nó phải nằm vị trí này và bắt đầu nó quét đi. Nó quét theo chiều dương của đường tròn lượng giác. Rồi. Bây giờ đến thời điểm 0,01 giây thì trong cái thời gian 0,01 giây chúng ta muốn biết nó nằm ở đâu trên đường tròn lượng giác thì các bạn phải tính góc quét cho thầy Mà muốn tính góc quét Chúng ta dùng công thức Omega nhân delta T Góc quét bằng tốc độ góc Nhân thời gian Omega của các bạn là 100 bi đây nè Nhân cho delta T Là thời gian đi là 0,01 nè Như vậy nó ra bi Vậy chắc chắn nó sẽ quét B là quét tới cái vị trí này M phẩy nó nằm ở đây Từ 0 đến 0,1 giây 0,1 giây thì nó nằm trên này Vậy khi đó nó sẽ đi qua những cái giá trị có điện áp tức thời bằng 0,5Y0 tức là bằng U0 trên 2. Xin lỗi bằng Y0 trên 2 nha. Vậy nó đi như thế này thì nó sẽ có một vị trí nằm đây M1 chiếu lên là bằng Y0 trên 2. Và nó đi tới trên này đó là M2 chiếu xuống nó bằng Y0 trên 2. Và đề bài người ta sẽ hỏi mình thời điểm những thời điểm nào. Tức là đi từ đây đến đây hết thời điểm bao nhiêu giây. Nếu các bạn dùng đường tròn lượng giác các bạn phải xác định cái góc quét này. Mà một số bạn xác định góc quét rất là dở thầy đã dạy cho các bạn nhiều rồi, dạy nhiều bạn rồi. Nhiều bạn xác định góc quét trên đường tròn lượng giác không nổi. Bởi vậy, trong cái bài toán này thầy không hướng dẫn cho các bạn xác định góc quét mà thầy sẽ kết hợp với cái sơ đồ thời gian cho các bạn làm. Được chưa? Tương tự như vậy, nếu các bạn muốn xác định được đi từ M0 đến M2 là hết thời gian bao nhiêu giây thì các bạn phải xác định góc quét này. Đúng không? Góc quét này đây. Đúng không? góc này đây. Mà nhiều bạn lại xác định cái góc này không được. Rồi ví dụ như đi từ M1, M0 đến M1 là phải xác định góc này đây. Và nhiều bạn cũng không xác định được. Được chưa ạ? Và trong cái bài giảng hôm nay thầy không nói về xác định góc quét cho các bạn mà thầy dùng sơ đồ thời gian. Các bạn coi nè, các bạn coi kỹ đúng không để chúng ta làm. Thầy dùng cái viết màu xanh đi ha. Thầy gọi thời gian đi từ M0 đến M1 là thời gian T1. Thì ứng với trên cái trục này, nó chạy từ điểm 0 đến điểm 0 trên 2, Y0 trên 2. Vậy đây là T1 của các bạn. Và nhìn vào đây, từ 0 đến Y0 trên 2, nó ứng với T trên 12 không các bạn? Vậy là xong rồi. Đây, nhìn vào đây dò nè. Nãy giờ đã nói rồi. Từ 0 đến A trên 2 chính là T trên 12. Đúng chưa? Đây. Như vậy đó là T trên 12. Rồi. Thầy nhắc lại. Đi từ M0 đến M1 chính là ứng với từ 0 đến vị trí này. Đó là T1 là bằng T trên 12. Các bạn thế số vào. T của các bạn là bằng 2 pi chia omega. Đúng không? T bằng 2 pi chia omega. Là bằng 2 pi chia cho 100 pi thì nó ra là 0,02 giây. Và chúng ta lưu ý đối với mạng điện xoay chiều của Việt Nam của mình nhá Thì tần số góc nó là 100 pi tương ứng với chu kỳ là 0,02. Và tần số là 50 hẹp Đúng không? Các bạn nhớ bài giá trị đặc biệt đó Omega là 100B thì T là 0,02, F là 50 hẹp. Vậy thế vào đây. 0,02 chia cho 12 thì nó ra là 1 phần 600 giây. Đó là xong T1. Rồi, bây giờ tới T2 nè. T2 thì dùng cái vít màu tím đi. Thời gian để đi từ M0 đến M2 thì tương ứng nó đi từ 0 đến Y0 Được không? Từ đây đến đây là ứng với M0 đến vị trí này Rồi cộng với thời gian từ Y0 về đây Thì nó được là T2 Được chưa? Vậy nhìn vào đây các bạn thấy T2 chính là từ 0 đến Y0 Đó là 1 phần 4 chu kỳ Đúng không? Từ đây đến đây Hoặc là các bạn không biết là các bạn lấy bốn đoạn này cộng lại Đi từ đây đến đây là T trên 12 cộng T trên 24 cộng T trên 24 cộng T trên 12 thì nó chính là T trên 4 đó các bạn. Được chưa ạ? Nó chính là T trên 4 nha. Từ từ rồi mình sẽ quen thôi. Chúng ta đừng có ngại ngùng chỗ này. Đúng không ạ? Từ vị trí này đến vị trí này là T trên 4 cộng. Từ Y0 đến về vị trí Y0 trên 2 Đúng không? Từ đây đến đây có phải là T trên 6 không các bạn? Được chưa? Nó chính là T trên 6. Hoặc không biết các em lấy ba đoạn này cộng lại. Đi về nha. Từ đây đến đây, cộng từ đây đến đây, cộng từ đây đến đây. Tức là ba thằng này cộng lại nó cũng ra là T trên 6 luôn. Được chưa? Mẫu số chung là 12. Cộng hai này lại mẫu chung 12. Cái này nhân 3. 3 anh này nhân 2 như vậy anh ra 5t trên 12 được chưa vậy t2 của các bạn là 5t trên 12 thế vào 5 nhân 0,02 chia 12 nó ra là 5 phần 600 giây vậy đáp số của câu này đúng không ạ là đáp án bd 1 phần 600 và 5 phần 600 giây được chưa đáp án d các bạn nhận thấy nếu các bạn giải theo cách này dùng đường tròn lượng giác kết hợp với sơ đồ phân bố thời gian nó sẽ trực quan hơn rất nhiều so với dùng sơ đường tròn lượng giác không mà đi tìm góc quét các bạn dùng vẫn được nhưng mà một số bạn tìm góc quét làm không nổi liềm không được bởi vậy thầy muốn hướng dẫn cho các bạn cách này là như vậy được chưa rồi tiếp tục nha Câu số 2. Đặt điện ép có biểu thức như màn hình của các em quan sát. U nhỏ bằng 200 cos 100 bt t cộng bi 6, U đo bằng V, T đo bằng dây. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,02 giây, điện ép có giá trị tức thời bằng 100V vào những thời điểm nào. Đúng không ạ? Như vậy, Bài này chúng ta cũng áp dụng giữa đường tròn đường giác và sơ đồ phân bố thời gian làm cho nó dễ. Đúng không? Làm cho nó nhanh nha các bạn nha. Rồi bây giờ thầy sẽ biểu thị đường tròn đường giác ra. Đây là 200. Đây là trừ 200. Rồi trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,02 giây thì ban đầu chúng ta coi khi T nó bằng 0 thì ban đầu nó nằm ở đâu. Muốn biết nó nằm ở đâu các bạn chỉ cần coi cái pha ban đầu thôi. Cái pha ban đầu này nó 5B trên 6, 5B trên 6 nằm đây. Đúng không ạ? Đây là 5B trên 6. 5B trên 6 nha. Đúng không ạ? Ban đầu nó nằm 5B, 5B trên 6. Và 5B trên 6 các bạn chiếu xuống nó nằm ngay vị trí này. Nó chính bằng là A hay là bằng U0 căn 3 trên 2 đó. Trừ U0 căn 3 trên 2 nhớ điều đó rồi sau thời gian là 0,02 giây chúng ta muốn biết nó quét nó đi như thế này nó quét tới vị trí nào thì các bạn chỉ cần tính góc quét nó thôi là delta phi bằng tốc độ gấp nhân thời gian tốc độ gấp là 100 bi nhân cho 0,02 như vậy nó ra là 2 bi vậy nó quay trở đúng một vòng đúng không? Nó quay đúng một vòng, tại vì hai bi như vậy nó quay đúng một vòng. Nó quay trở về vị trí này luôn. Và người ta nói từ khi nó quay đúng một vòng này, tức là 0,02 giây này, lúc nào nó có điện áp tức thời bằng 100 V vào những thời điểm nào? Đúng không? Điện áp tức thời bằng 100 V vào những thời điểm nào? Như vậy 100 V nằm đây. Đúng không ạ? 100 V của các bạn nằm đây. Vậy thời gian đi là như thế nào đây? Nhìn vào cái sơ đồ thời gian các bạn thấy bắt đầu đi từ đây đến đây. Đúng không? Đi từ đây đến đây thì tương ứng với thời gian của nó đi là từ đây về đây. Được chưa? Đi từ 5 bi trên 6 về biên bên âm được không? Là tương ứng với từ đây về vị trí này mà vị trí giá trị này như thầy đã nói là bằng u0 căn 3 trên 2 rồi. Đây là trừ U0 căn 3 trên 2. Được không? Đi từ đây đến đây. Rồi tiếp tục đi từ đây đến đây. Và cộng thêm từ đây đến đây nữa. Thì nó sẽ ra cái thời gian T1 của các bạn. Được không ạ? À? Mà đi từ vị trí này đến vị trí trừ U0 căn 3 trên 2 đến trừ U0. Nó hết thời gian là T trên 12. Được chưa? Theo sơ đồ thời gian của ông ta nè. Thầy vẽ lại thầy coi cho chúng ta coi lại nè đúng không ạ ở bên này phần âm cũng tương tự như vậy nha thầy nói phần âm cho các bạn rõ ha đây là trừ a trên 2 đây là trừ a căn 2 trên 2 hay là trừ a trên căn 2 cũng được đây là trừ a căn 3 trên 2 thời gian đi từ đây đến đây cũng là t trên 12 đoạn này là À xin lỗi Từ đây đến đây là T trên 12 chứ Thằng này là T trên 24 nha Đúng không ạ? Thằng này chính là T trên 24 nè các bạn Sao nó không xóa rồi không biết Đây T trên 24 ha từ trừ A trên 2 đến A căn 2 trên 2 là T trên 24. Từ đây đến đây cũng là T trên 24. Nhưng từ đây đến đây tức là từ trừ A căn 3 trên 2 đến trừ A nó là T trên 12. Y rang như bên này thôi các bạn ạ. À. Các bạn nhớ các bạn coi lại các bạn nếu em nào chưa biết thì chúng ta có thể vẽ lại sơ đồ phân bố thời gian này để chúng ta học nha. Được chưa? Rồi quay trở lại cái vấn đề này. Nằm đâu không biết. Đây. Đây nó nằm đây Các bạn coi nè Mấy cái hang này thầy mới vẽ rồi thầy xóa này đi hang Nó bị lỗi chỗ này các bạn chờ thầy chút nha Như vậy thời gian T1 của ông ta Đúng không? T1 của ông ta là lấy đoạn từ đây đến đây Từ trừ U0 căn 3 trên 2 đến U0 đó là T trên 12 Cộng với đoạn từ đây đến đây Đúng không ạ? Từ đây đến đây nó chính là bằng T trên 4. Được không? T trên 4 nha. Đây T trên 4 nha các bạn. Thầy xóa này đi. Nó bị lỗi rồi. Rồi thầy vẽ lại, thầy nói lại chỗ này nha. Ban đầu nó nằm ở đây. 5 bi trên 6. Như vậy sau thời gian 0,02 giây nó quét được một vòng. Nó quay trở lại chính điểm này. Được chưa? Nó quay lại chính điểm này. Như vậy lúc nó đi được một vòng thì nó qua cái giá trị điện áp tức thời 100V là nó ở đây. Như vậy 100V thì nó có hai vị trí. Khi nó quay một vòng thì nó có hai vị trí. Một vị trí M1 nè. M1 chiếu lên bằng 100V. Và M2 chiếu xuống cũng là 100V. Và người ta hỏi thời gian đi từ vị trí M0 này nè. Đến M1 là bao nhiêu giây. Thời gian đi từ M0 đến M2 này là bao nhiêu giây thì nhìn vào hình vẽ các bạn thấy nè trên đường tròn lượng giác thời gian để đi từ m0 đến m1 chính là tương ứng với trục trục nằm ngang là đi từ vị trí này đến vị trí này được chưa rồi đi từ trừ u0 đến u đến 0 và đi từ 0 đến u0 trên 2 đây chính là u0 trên 2 đó các bạn vậy nhìn vào đây các bạn thấy như thầy đã nói t1 đi từ vị trí chữ U0 căn 3 trên 2 đến chữ U0 đó là T trên 12. Đi từ chữ U0 đến U0 là 1 phần 4 đường tròn là T trên 4. <laughs> đi từ U0 đến U0 trên, xin lỗi đi từ 0 đến U0 trên 2 là T trên 12. Và các bạn cộng vào, đây là T trên 6 cộng T trên 4, Mẫu số chung là 12 anh này nhân cho 3. Anh này nhân 2. Anh này nhân 3 như vậy 5T trên 12. Và thế T là bằng 0,02 rồi, đúng không ạ? Tại chu kỳ omega là 100 b thì chu kỳ là 0,02. Vậy 5 nhân cho 0,02 chia 12 thì nó ra là 5 b trên 5 phần 600 giây. Đó là T1. Rồi, bây giờ chúng ta tìm T2 nha tìm T2 thầy vẽ bằng cái vít màu xanh đi ha. Từ M0 đến M2. Được chưa? Thì các bạn lấy T2 này chính bằng từ M0 đến vị trí này là M1. Đó là T1 nè. Cộng với thêm cái đoạn này nữa đi từ đây đến đây. Và cộng đi từ đây đến đây không? Được chưa? Mà từ U0 trên 2 đến U0 đó là T trên 6. Rồi từ U0 về U0 trên 2 cũng là T trên 6. Như vậy nó là T1 cộng 2T trên 6 hay là bằng T1 cộng cho T trên 3. Mà T1 của các bạn là bằng 5T trên 12 cộng với T trên 3. Quy đồng lên mẫu số chung là 12, anh này nhân 4. Như vậy là 4 cộng 5 là 9T trên 12 rút gọn đi cho 3 thì là 3T trên 4. Đúng không ạ? Rồi các bạn thế số vào. 3 x 0,02 chia cho 4 thì bằng 3 phần 200 giây. Vậy đáp án này và đáp án này. Được chưa? Như vậy 3 phần 200 và 5 phần 600. Đáp án đúng của các bạn là đáp án A nhớ nha. Đáp án đúng là các bạn là đáp án A. Còn những câu còn lại thì thầy sẽ nếu có thời gian thầy sẽ dạy trong cái video số 2 cho các bạn. Đúng không? Những dạng này rất là hay. Các bạn có thể đón xem. Rồi, bạn nào không hiểu chỗ nào trong cái bài dạng này, các bạn không hiểu chỗ nào, các bạn cứ comment bên dưới video. Các bạn comment à, thầy ơi giải thích cho em vấn đề này thì thầy có thể giải thích cho các bạn. Được chưa? Cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo